Hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành chỉ thị về việc đẩy nhanh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước. Mục tiêu là phấn đấu trong năm 2025 sẽ hoàn thành 3 nhiệm vụ gồm hỗ trợ nhà ở cho người có công, hỗ trợ nhà ở cho người dân theo các chương trình mục tiêu quốc gia, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân ngoài hai nhóm hỗ trợ trên. Về quan điểm thì chỉ thị nhấn mạnh các bộ ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố xác định việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo là một nhiệm vụ chính trị, trong đó thì chính quyền địa phương các cấp là đơn vị quyết định sự thành công của chương trình. Rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về chính sách hỗ trợ nhà ở, đảm bảo thống nhất, đồng bộ, khả thi, phù hợp, đa dạng hóa nguồn lực theo hướng là toàn dân, toàn diện, rộng khắp, bao trùm, gồm nguồn vốn trung ương, bộ, ngành, địa phương, và đồng thời kêu gọi mọi người dân, doanh nghiệp đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ, ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít, tạo ra phong trào, xu thế vì người nghèo, vì phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trong chỉ thị thì Thủ tướng cũng đã giao nhiều nhiệm vụ và thời hạn hoàn thành cho từng bộ ngành địa phương liên quan. Trong đó thì Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì xây dựng, hoàn thiện dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát, trình Thủ tướng trong tháng 11. Bộ Xây dựng khẩn trương trình Thủ tướng ban hành quyết định về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ trong tháng 11. Bộ Tài chính khẩn trương cân đối bố trí vốn từ ngân sách nhà nước, trình cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương đảm bảo việc triển khai hỗ trợ đúng đối tượng, tiêu chuẩn định mức, không trùng lặp giữa các chương trình, các hoạt động hỗ trợ khác từ ngân sách nhà nước, tuân thủ trình tự, thủ tục theo đúng quy định pháp luật, không để xảy ra thất thoát lãng phí, tham nhũng và tiêu cực.